Không cần, Lam Tiểu lạnh đạm nói, đứa nhỏ không có việc gì là tốt rồi. Vậy là cả nhà Diệp Phong bị tống ra ngoài ở trong cái bầu không khí không được tốt này. Mới vừa ra khỏi cửa, Dương Hiểu Mạnh, thê tử của Diệp Phong liền không nhịn được mà nói, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi. Diệp Phong cười khổ rồi nói, ta cũng không nghĩ là sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Biểu lộ của Dương Hiểu Mạnh này trở lên nhu hòa, nàng cầm chặt tay của hắn, thấp giọng nói, cha Hiền Vũ có làm khó ngươi hay không? Diệp Phong lắc đầu rồi nói, tuy thái độ của hắn không tốt nhưng cũng không có nói gì. Có điều thật sự là đứa nhỏ Hiền Vũ này rất không tầm thường, rất có thể sẽ là một nhân vật đại tài. Ba, đại tài là cái gì? Diệp Linh Đồng lúc này nhìn về phía của Diệp Phong. Diệp Phong ôm lấy vai của con gái mà nhẹ nhàng lắc đầu, sau này hãy nói chúng ta về nhà trước đi. Sau khi một nhà Diệp Phong rời đi thì sắc mặt của Lam Tiêu lại khôi phục lại bình thường. Thật ra hắn biết rõ là Diệp Phong làm như vậy cũng là rất khá rồi. Hơn nữa trước khi mà hắn cũng đã từng nghe nói qua lai lịch của người này, rất thần bí. Không hề nghi ngờ hắn là một binh sĩ bí mật của quân đội. Cũng chính vì như vậy nên lúc đó hắn mới biểu hiện ra vô cùng bất mãn. Bởi vì thứ hắn lo lắng nhất chính là Diệp Phong sẽ chú ý tới Lam Hiền Vũ. Trên thực tế thì những thứ mà Diệp Phong vừa nói cũng giống y hệt với suy nghĩ của hắn. Võ hồn của Lam Hiền Vũ là Lam Ngân Thảo, rất có thể có quan hệ với loài rồng là Quang Minh Thánh Long hay sao. Thật sự là Lam Tiểu đã tin rồi. Dù sao thì con hắn cũng là sinh ra từ trứng đó. Nam Trường lúc này cũng đã sừng khóc, mà lúc này Lam Hiền Vũ cũng đã xuống giường, chạy thẳng vào phòng bếp. Làm diễn viên được rồi, mẹ con đói rồi đó. Ừ, mẹ làm đồ ăn cho con. Ăn cơm là một chuyện rất bình thường, nhưng khi Lam Hiền Vũ bắt đầu ăn mì thì thấy rất nhanh làm tiệc cùng với Lam Trường liền phát hiện ra không bình thường rồi. Mẹ làm cơm là ngon nhất, ăn thật ngon đi. Con vừa bị ủy khuất nên tất nhiên là có gì đó ngon thì mẹ sẽ làm cho con rồi. Thế nhưng mà khi làm đến phần bò bít tết thứ ba thì Lam Trường bắt đầu giật mình. Mà khi Lam Hiền Vũ ăn hết tất cả thì lại dùng ánh mắt khao khát mà nhìn nàng, tỏ vẻ mình không có ăn no. Con cũng ăn quá nhiều rồi đó, đừng ăn no quá không thì hỏng mất. Nam Trường lúc này vừa nói vừa sờ sờ bụng hắn. Nhưng mà bụng lại bằng phẳng như là Lam Hiền Vũ còn chưa được ăn gì vậy. Mẹ, nhưng con vẫn còn rất đói. Không biết vì sao mà càng ăn lại càng thấy đói bụng. Lam Hiền Vũ lúc này chớp chớp đôi mắt to mà nhìn Nam Trường. Làm thêm cho con ăn đi. Lam Tiêu vẫn một mực đứng cạnh nhìn con đột nhiên nói ra. Hắn sẽ không no quá mà hỏng người hay sao? Lam Trường lúc này nghi ngờ nhìn về phía trượng phu. Lam Tiểu lắc đầu ở trước mắt đầy thâm ý mà nói, con của chúng ta rất không tầm thường đấy. Sao? Đối với trượng phu thì Nam Trường lại có một chút tin tưởng mù quáng. Có điều khi mà Lam Hiền Vũ ăn hết phần bò bít tết thứ 8 thì Nam Trường kiên quyết không chịu làm tiếp nữa, mà lúc này thì ở trong nhà cũng không còn nguyên liệu mà nấu nữa rồi. Không thể ăn nữa, con không ăn quá nhiều rồi, no quá lại bệnh thì phiền toái. Nam Trường có chút vội vàng mà nói với Lam Tiểu. Lam Tiểu quay sang hỏi Lam Hiền Vũ, con còn đói không? Lam Hiền Vũ lúc này sờ sờ lên bụng, tốt một chút rồi nhưng vẫn chưa ăn no bà ạ. Lam Tiêu lại nói, vậy chúng ta hoãn một chút có được hay không? Bà muốn hỏi con ít chuyện. Vâng, Lam Trường có một chút khó hiểu mà nhìn trượng phu một cái. Lam Tiêu nói, cả người đến phòng tu luyện cùng với ta. Một nhà ba người đi vào trong phòng tu luyện, Lam Tiêu đóng cửa thật kỹ rồi mở ra phòng bảo hộ. Hắn vuốt vuốt lấy tóc của con trai. Hiền Vũ, ba nghe Diệp Phong thúc thúc nói, trước khi con té xỉu có phóng thích xạ bằng thuẫn, vậy con có thể phóng thích xạ một lần nữa cho ba mẹ xem một chút hay không? À, con không biết, con không có phóng thích xạ bằng thuẫn. Lam Hiền Vũ lúc này có một chút ngây ngốc mà nói. Lam Tiêu nói, con xem cái này một chút đi. Hắn vừa nói vừa nhấn hồn đạo thông tin ở trên cổ tay mình. Một chùm tia sáng phóng lên trên vách tường phòng tu luyện. Hình ảnh dần hiện ra, chính là lúc Diệp Phong ngồi trước mặt của Lam Hiền Vũ mà xem xét Lam Ngân Thảo của hắn. Cả phòng tu luyện đều lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển để thuận tiện xem xét tình hình luyện tập. Hiển nhiên là Lam Tiêu đã xem cái từ này từ trước rồi, nhưng Lam Trường lại mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trên hình ảnh là Diệp Phong chạm đến ngân văn của Lam Ngân Thảo. Sau đó Lam Hiền Vũ bị Diệp Phong vô thức phóng xuất ra võ hồn mà đánh bay. Nhưng trong khoảng khắc đó, ra trong mắt của Lam Hiền Vũ lúc này rõ ràng có hiện lên quang mang nhàn nhạt. Đó là một loại hào quang kỳ lạ, có vẻ như rất rực rỡ. Sau đó, thứ khiến cho người ta chú ý nhất là tay trái của hắn. Lam Ngân Thảo đột nhiên vòng lại mà bao vây lấy cả người của hắn, làm cho biến thành màu bạc. Tiếp theo là bằng thuẫn xuất hiện, tuy rằng nháy mắt sau đó nó hiện vỡ nát nhưng cũng có xuất hiện qua. Lam Hiền Vũ trợn to hai mắt mà nhìn, sau đó lại cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Trong đôi mắt to của hắn tràn đầy sự khó hiểu, rồi ngay sau đó hắn liền nhảy nhót mà kêu lên.
Mẹ, con có thể ngừng lướt thành băng thật sao? Con thử một chút. Nói xong hắn liền phóng thích ra Lam Ngân Thảo bên tay trái ra bên ngoài. Lần này thật sự là tất cả đã trở nên khác hẳn. Khi mà Lam Ngân Thảo xuất hiện ra thì Lam Hiền Vũ cảm thấy sao Lam Ngân Thảo lại thân thiết với mình như vậy. Đường vân màu bạc kia ở trên đã trở nên rất rõ ràng. Những giọt nước ở trên phiến lá của Lam Ngân Thảo này đang từ từ chuyển động. Mà trong cảm giác của Lam Hiền Vũ thì có thể nói là hắn đã cảm nhận được rõ ràng quỹ tích chuyển động của từng giọt nước. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Băng, Lam Hiền Vũ lúc này thử kêu lên một tiếng, trong đầu của hắn cũng nghĩ tới băng. Một màn kỳ dị xuất hiện, tất cả những giọt nước ở trên ngân văn Lam Ngân Thảo này đều biến thành từng khỏa băng châu chỉ ở trong nháy mắt. Chúng giống như là từng viên ngọc được khảm lên trên lá cây vậy, mà kèm theo đó là nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài phần. Wow, cái này chờ rất là tốt, Lam Hiền Vũ lúc này cao hứng bừng bừng mà nói. Nước, tất cả băng châu lại một lần nữa biến thành giọt nước. Lại thử cho Lam Ngân Thảo quấn quanh tay của con đi, Lam Tiểu nhắc nhở. Lam Hiền Vũ lúc này tập trung tinh thần, ngừng từng mảnh Lam Ngân Thảo giãn dần ra mà quấn quanh về phía trước. Rất nhanh chúng đã có thể bao bọc lại toàn bộ cánh tay của hắn. Một mảnh khi mà Lam Ngân Thảo kia quấn quanh xuống, thì dưới thì cảm giác đầu tiên của Lam Hiền Vũ là mình tiếp nhận một cái thế giới khác. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng, hắn có thể thấy rõ ràng từng điểm sáng màu lam ở trong không khí, hình như cái kia là thủy nguyên tố. Hắn vô thức mà phất phất tay trái, ngay lập tức những điểm ánh sáng làm ở trong phòng tù luyện liền chuyển động theo sát bàn tay của hắn, dường như bọn chúng đều là một phần của thân thể hắn vậy. Dù sao thì Lam Hiền Vũ cũng vẫn chỉ là một đứa bé, nên khi nó có thể thao túng những thủy nguyên tố này khiến cho hắn vui không thể ngừng. Hắn bỗng nhiên khiến cho chúng nó ngừng tụ thành quả cầu lũ lụt, bỗng nhiên khiến cho chúng nó không ngừng đập, hoặc là khiến cho chúng nó hoán đổi giữa nước và băng, thậm chí còn biến thành một đóa hoa băng. Nam Trường đứng bên mình nhìn ngây người, nàng là một người trưởng khống nguyên tố băng nên tất nhiên sẽ cảm nhận được dao động của thủy nguyên tố ở trong không khí. Dù sao thì băng cũng là từ nước ngưng kết mà thành, nhưng mà nàng lại không khống chế được nước mà chỉ có thể phóng thích ra võ hồn, cũng chính là băng, mà Lam Hiền Vũ lại có thể khống chế thủy nguyên tố hoán đổi cùng với băng nguyên tố với một tốc độ quá nhanh. Đây là thứ mà tu vi một hoàn có thể làm được hay sao? Tuy rằng hồn lực của hắn vẫn nhỏ yếu như vậy, nhưng hắn lại có thể khống chế được thủy nguyên tố, thật sự là quá dễ dàng. Con dừng lại một chút đã, Lam Tiêu thở dài một hơi, thực sự đã chứng minh sự suy đoán của hắn, thật sự còn hắn cũng là có một chút trở lên không giống trước. Có vẻ như uy áp đến từ võ hồn của Diệp Phong đã làm cho thứ gì đó trong thân thể của Lam Hiền Vũ phóng thích ra bên ngoài, giống như là gỡ bỏ một đạo phong ấn nào đó, làm cho thiên phú của hắn bắt đầu hiểu lộ. Đối với người thường thì việc này đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng mà Lam Tiêu lại không hy vọng rằng con mình có bị chú ý nhiều. Lam Ngân Thảo quay trở về trong lòng bàn tay, cảm giác mà lúc này Lam Hiền Vũ cảm nhận được sự thân mật đến từ thủy nguyên tố vẫn còn ngừng lại nhạt rất nhiều. Có vẻ như chỉ khi nào hắn phóng sóng rất xa Lam Ngân Thảo thì trạng thái thân cận với thủy nguyên tố mới có thể đạt đến mạnh nhất. Lam Tiêu ra khỏi phòng tù liền, một lát sau đó hắn liền mang vào một cái thiết bị trông như là mũ giáp vậy, hắn mang tới trước mặt của Lam Hiền Vũ. Tới đây, ba kiểm tra tinh thần lực lượng cho con một lần nữa. Tinh thần lực của nhân loại đã có thể thông qua số liệu mà định lượng từ rất lâu rồi. Một sanh hồn xưa có cường đại hay không thì tinh thần lực lượng cũng là một nhân tố quan trọng quyết định tới, nhất là đối với những hồn sư am hiểu sử dụng tinh thần lực lượng thì lại càng là như vậy. Tinh thần lực lượng mạnh hay yếu sẽ có quan hệ trực tiếp đối với võ hồn của bản thân. Khi mà hồn sư thông qua minh tướng để tăng cường hồn lực thì tinh thần lực cũng đồng thời tăng theo. Còn để mà nói tới phương áp tu luyện thì tinh thần lực lượng đơn thuần cực kỳ là hiếm thấy. Từ thấp đến cao, tinh thần lực lượng có những cấp độ phân chia là linh nguyên cảnh, linh thống cảnh, linh hải cảnh, linh nguyên cảnh, lĩnh vực cảnh cùng với thần nguyên cảnh. Trong đó thì thần nguyên cảnh là một cấp độ mà chỉ có đạt đến thần giai mới có thể có được. Linh nguyên cảnh, thế giới bắt đầu, vạn vật sinh sôi. Mỗi người khi vừa ra đời đều có mức độ tinh thần lực lượng là linh nguyên cảnh. Đây cũng là mức độ tinh thần lực lượng trụ cột nhất. Tinh thần lực lượng linh nguyên cảnh đã có thể thừa nhận được hồn linh trăm năm trở xuống. Nếu như dùng trị số mà tính thì từ 50 điểm trở xuống là thuộc về phạm trù linh nguyên cảnh. Mà Lam Hiền Vũ lại mới thức tỉnh ra võ hồn không lâu nên hiển nhiên sẽ là phải ở cấp độ này. Lần trước kiểm tra thì tinh thần lực của Lam Hiền Vũ là 18 điểm, tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng nếu so với hồn sư nhất hoàn thì lại là quá bình thường. Bởi vậy lên lúc trước hắn không thể nào thủy nguyên tố khống chế không tốt được cũng là bình thường.
Liên lúc này, Lam Tiêu mới muốn nhìn một chút xem thân thể của con mình sau khi biến hóa như đã giải trừ phong ấn, thì tinh thần lực lượng có biến hóa theo hay không. Hắn thậm chí có thể khẳng định chính là có biến hóa, chẳng qua là hắn không thể là xác định được là biến hóa tới mức độ nào mà thôi. Lam Hiên Vũ đột nhiên đổi thiết bị kiểm tra, trông như là cái nón bảo hộ kia lên trên đầu, bắt đầu kiểm tra.